Chán tròn, chán bò. Xin chào các bạn. Việt Nam là một nước nông nghiệp, agriculture country, và hầu hết người dân Việt Nam trồng lúa, trồng rau và trồng các loại hoa màu, cereal để sinh sống. Và nông nghiệp là một việc rất quan trọng cho những người dân Việt Nam để họ có thể làm việc và sinh sống ở trên những cánh đồng như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng như thế này rất đẹp và rất rộng lớn và có màu vàng của lúa và màu xanh của cây, và chúng ta cảm thấy rất là bình yên. Cuộc sống của những người nông dân ở đây rất là bình yên. Và một năm bình thường người nông dân họ sẽ thu hoạch 3 lần. Một năm họ thường thu hoạch 3 lần, gọi là 3 vụ mùa lúa. Và đây là lúc mà mọi người nông dân có một thời gian bận rộn và vui nhất, vì họ có thể nhận được những thành quả họ đã làm trong một thời gian dài trước đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem người nông dân ở đây gặt lúa, và chúng ta sẽ tìm hiểu về cách gặt lúa và họ trồng lúa như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn. Và đây là một cây lúa các bạn. Và đây là một cây lúa, và các bạn có thể nhìn thấy những hạt lúa màu vàng. Những hạt lúa này đã chín. Những hạt lúa này đã chín và có thể được thu hoạch và nấu thành cơm được rồi. Một cây lúa rất đẹp phải không các bạn? Chú đang thu hoạch lúa rồi chú. À. Nghe là bình thường là một năm là mình thu hoạch lúa được mấy lần chú? 3 lần. 3 lần à? Mà lúa này thì tên là lúa gì chú? Nó là theo tiếng địa phương nó gọi là dẻo bầu. Dẻ bầu hả chú? Dẻo bầu. Dẻo bầu. Có nghĩa là cái gà của nó là ăn ngon hay sao chú? À, nó dẻo. Dạ, dạ. Bình thường thì một cái ruộng này mình thu được bao nhiêu thả lúa chú? Nó cũng tùy theo, nó đúng ra làm cái này thì mình cũng không có ấy được, mà bình quân giả sử như là nó chừng, nếu tính ra một sào Nam Bộ thì được tầm 450-500 kg một sào. 450 hay là 500 kg một sào, là khoảng 4-5 tạ một sào chú ha. À, đúng rồi. Mà một sào là được bao nhiêu mét vuông chú? Một sào là 1000 mét vuông. Dạ, mà một năm là chú trồng được mấy vụ? 3 vụ. 3 vụ lúa. Dạ, mà lúa này mình trồng khó không chú? Hay mình phải làm việc nhiều không? Thì nó đúng là nó cũng có cái chu kỳ của nó, là thời điểm nó ví dụ như là gieo trong vòng 10-15 ngày là mình rải phân được một. Dạ.
Rồi từ 25 tới 30 ngày mình rải phân được 2. Dạ. Là từ 30 tới 45 ngày mình rải phân được 3. Là mình rải, tức là phải rải phân 3 lần. 3 lần. Xong rồi sau đó sao chú? Thì đó thì giờ sau đó thì mình cứ coi kiểm tra sâu rậy thôi. Dạ. Mà lúa trồng được bao nhiêu lâu thì mình sẽ thu hoạch chú? Nó thì tùy theo giống lúa, có lúa nó 90 ngày mà có lúa tới 115 ngày là cao nhất. Dạ, dạ. Có lúa... nhà chú ở gần đây không? Gần. Dạ, đó, đây là ruộng lúa của chú luôn hay sao? Ruộng lúa nhà luôn. Dạ. Hai chú ạ. Cái mùa này là bắt đầu là đi thu hoạch rồi chú. À, mà thường cái mùa này thì lúa nó không có năng suất bằng những cái mùa như đông xuân. Dạ. Cái mùa này mùa mưa nhiều chú ha. Cái xe mà gặt lúa đó là của chú luôn hay sao? Không, đó là mình thuê người ta. Chú thuê người ta hả chú? À, tự mình làm cái vô đây mà mua cái xe đó tới 5-600 triệu mắc. Dạ. À, mà bây giờ chú có còn dùng cái con trâu để mà chú cày lúa nào? Không, xài máy xới cũng lớn rồi không. Tức là bây giờ là chú dùng cái máy luôn, cái máy đó để mình cày lúa rồi mình gặt lúa luôn. Cái máy mà chở lúa này là cái máy xới lớn. À, cái đó là cái máy mình chạm bừa lại thì cái máy nhỏ này. Dạ, dạ, dạ. À. Dạ. Con hiểu rồi. Bây chú, nhưng mà chú có yêu thích cái nghề trồng lúa này không? Nói chứ làm thì cái cuộc sống mình là nó đã theo cái này rồi, với hai nữa là nó cũng truyền thống của ông bà để lại thì mình cũng làm vậy thôi, chứ mà yêu mà ai mà yêu nghề nông. Cái trồng lúa này có phải là một cái truyền thống của Việt Nam không chú? Thì nói đúng ra thì cái này thì truyền thống thì hầu như là nôm na là nó cũng phải như vậy thôi, chứ không phải là truyền thống, gọi truyền thống mà phải là truyền thống mà là cuộc sống là nó phải vậy. Dạ. Chứ giờ nếu mà mình không sản xuất lúa gạo rồi đâu có làm gì có gạo cơm ăn. Thì ai nấy giờ cứ làm công nhân viên nhà nước thì lấy đâu có gạo, thì cũng phải có người nông dân. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Dạ, dạ. Chú ơi, chú có con cái không? Chú được mấy người con? À, được 3 mà mất 1 còn 2. Còn 2 mà con chú giờ đang đi học đại học hay là đang đi làm rồi? Tại đây có vợ trẻ lắm, ba mấy tuổi mới có. Dạ. Vợ là gái lớn này mới vô đại học. Dạ, dạ. À, tức là con chú nó chưa có chồng hả? À, chưa có gia đình. Chưa. Nhưng mà con chú sau này nó có đi làm lúa tiếp không? Tới thời điểm nó hết rồi. Nó hết làm lúa. Không còn đất đâu làm. Và khi mà hết làm lúa rồi thì lúa đâu ăn rồi chú? Bây giờ mình đi mua gạo. Đi mua gạo. Thì những nơi khác, ví dụ giả sử như những cái cánh đồng mà nhà nước không quy hoạch á, ví dụ giờ nhà nước nếu không quy hoạch đây thì không có điều kiện gì thì đây cũng làm mãi mãi thôi, ví dụ như vậy. Nó sợ là nhiều khi nhà nước quy hoạch làm công ty xí nghiệp hay là chung cư này nọ đồ thì mình phải chịu thôi. Cuộc sống phải vậy. Xin chào các bạn, trồng lúa là một ngành truyền thống của người Việt Nam và rất nhiều người Việt Nam đã làm nghề này từ rất lâu đời rồi và họ có một cuộc sống nhờ vào những cây lúa này. Nhưng mà bây giờ xã hội đã thay đổi và chú nông dân này đã nói rằng là có lẽ một lúc nào đó thì họ sẽ không còn đất để trồng lúa nữa và khi đó thì sẽ không còn cái nghề trồng lúa ở đây nữa. Hy vọng là các bạn hiểu và trân quý những gì mà chúng ta đã có và đó là một cái truyền thống rất là đẹp của Việt Nam mình. Yeah. Về cái khu vực này, cái ngày xưa nó có thành phố như vậy không chú? Cái này là nó đúng ra là hồi xưa không có đâu. Nó hoang vắng lắm, nó không có điện đốm đồ. Giờ là hầu như cái này nó mới phát triển trong vòng mười mấy 20 năm nay thôi. Dạ. Dạ. Đó. Vậy là cả gia đình của chú, bây giờ là vợ chú chắc cũng làm lúa đúng không? Thì cũng vợ thì cũng làm phụ với lại làm thêm hoa màu, rau. Dạ, dạ, dạ. Ôi chú tên gì chú? Hùng. Hùng à? Chú tên Hùng. À, năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay được 53 tuổi rồi. 53 tuổi rồi. Nhưng mà cháu nhìn chú vẫn khỏe mà. Chắc làm lúa cho nên khỏe. Thì nghề nông này mình có lao động thì cuộc sống nó cũng có lao động cũng như mình tập thể dục thì thôi. Dạ, dạ, dạ. Và cháu cảm ơn chú nha.